VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Khi hát karaoke, bạn sẽ nhất là điều gì? Vâng, theo nhiều khách hàng đã than phiền với chúng tôi, đó là tình trạng hú rè của âm thanh. Hầu hết mọi người đều đổ lỗi cho chiếc micro của mình, nhưng thật sự không phải vậy. Đó là do chiếc âm ly của các bạn không có khả năng chống hú tốt. Hôm nay VDA sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc âm ly có khả năng chống hú cực tốt, đó chính là Tatahun HK2250A. Âm ly được thiết kế cực kỳ đẹp mắt, mặt trước với màu vàng gold chủ đạo kết hợp với màu đen đem lại dáng vẻ mạnh mẽ nhưng không kém phần sang trọng cho không gian của bạn. Ba nút tròn lớn điều chỉnh âm lượng micro, âm lượng music và phần hiệu ứng effect là điều dễ dàng nhận ra khi nhìn vào mặt trước của sản phẩm. Tatahun HK2250A cũng trang bị thêm cái nút nhỏ để khách hàng có thể tự căn chỉnh bằng tay. Hệ thống tản nhiệt cũng được bố trí ở mặt trước nhưng không làm xấu đi thiết kế của âm ly, một điểm khá mới so với các dòng âm ly khác. Mặt sau của âm ly bao gồm đầy đủ các cổng kết nối thông dụng nhất hiện nay, cổng loa Canon hoặc trắng đỏ truyền thống, quạt tản nhiệt giúp thiết bị mát và ổn định hơn khi sử dụng trong thời gian liên tục. Các cổng audio input cũng như output để kết nối với các thiết bị âm thanh khác. Cổng USB kết nối máy tính căn chỉnh âm ly bằng phần mềm. Điểm vượt trội so với các dòng âm ly đang có trên thị trường, setup được nhiều cấu hình khác nhau như nghe nhạc, xem phim, hát karaoke, tạo âm thanh chuẩn theo từng nhu cầu sử dụng. Khả năng chống hú, chống ù gần như tuyệt đối. Chỉ với phần mềm căn chỉnh chuyên nghiệp trên máy tính, bạn không còn gặp phải tình trạng hú ghè khi hát. Công suất 450W một kênh cho chất lượng âm thanh hay, vượt trội. Khi phối ghép với cây đồng loa karaoke bass 25cm đến 30cm mà không kén loa. Đặc biệt có thêm hiệu ứng reverb giúp âm thanh nghe sâu lắng hơn khi bạn hát karaoke. Tiếng bass ấm hơn, tròn hơn, chép sáng và nhuyễn, tạo cảm giác âm thanh cực sạch khi nghe nhạc. Chúng ta vừa trải nghiệm xong sản phẩm âm ly kỹ thuật số Tatahun HK2250A. Với giá chỉ 9.500.000 đồng, đây là một lựa chọn cực tốt cho các bạn trong dịp Tết này. Hãy nhanh chân ghé đến các showroom của VDA để trải nghiệm sản phẩm và nhận những phần quà hấp dẫn nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.